chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 27 tháng 2 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, những ngày qua thì sự mở rộng của vùng áp thấp từ phía Tây đã khiến cho nhiệt độ tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ tăng đáng kể. Ở các tỉnh phía Tây, nơi gần với trung tâm vùng áp thấp thì nhiệt độ cao nhất ngày tại một số nơi đã đạt ngưỡng là 33 cho đến 35 độ. Còn ở các tỉnh khu vực phía Đông thì nền nhiệt độ ở mức thấp hơn, dao động từ 28 cho đến 31 độ. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai thì toàn khu vực vẫn duy trì tình trạng nhiều mây và có mưa nhỏ một vài nơi, tập trung ở các tỉnh khu vực ven biển. Cùng với đó là sương mù nhẹ vẫn xuất hiện với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 18 đến 22 độ. Tuy nhiên đến trưa và chiều ngày mai thì thời tiết tại khu vực Bắc Bộ sẽ có sự chuyển biến. Nguyên nhân là do có một khối khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống và dần ảnh hưởng đến thời tiết khu vực, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ, khiến cho trời chuyển nhiều mây hơn và nhiệt độ tại đây sẽ giảm nhẹ xuống còn 27 đến 30 độ. Riêng tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc thì do chưa chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh nên nhiệt độ tại đây vẫn duy trì ở mức 30 cho đến 32 độ. Và trước sự chuyển biến của thời tiết thì bà con tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ vẫn cần đề cao các biện pháp để tăng cường sức đề kháng cho gia súc, gia cầm cũng như là thủy sản, tránh để thời tiết làm ảnh hưởng đến sức khỏe của vật nuôi. Ảnh hưởng của vùng thấp cũng gây ra sự tăng nhiệt nhanh chóng trên toàn khu vực Trung Bộ. Những ngày qua thì đặc biệt là tại các tỉnh ở khu vực vùng núi phía Tây của khu vực. Trong ngày mai thì kiểu thời tiết nắng và nóng sẽ vẫn được duy trì trên khu vực với mức nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng 30 cho đến 32 độ. Thưa quý vị, mùa khô các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn đang diễn ra với tình trạng mưa ít nắng nhiều và độ ẩm xuống rất thấp, chỉ trong khoảng 50-60%. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực Tây Nguyên sẽ từ 31-34 độ, trong khi đó tại các tỉnh khu vực Nam Bộ nhiệt độ ổn định ở ngưỡng 30-33 độ. Trước tình trạng khô nóng kéo dài nhiều ngày thì bà con nơi đây cần có các kế hoạch tưới tiêu nước và chăm sóc cây trồng hợp lý, đặc biệt là cây cà phê ở Tây Nguyên. Và trong phần thông tin nông vụ ngày hôm nay thì chúng tôi xin tư vấn đến bà con một số biện pháp như là bón đầy đủ, cân đối đạm lân kali cho cà phê trong giai đoạn này để tăng cường sức đề kháng cho cây. Ngoài ra bà con cũng cần bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng và vi lượng để giúp cho cây nở hoa tốt và tỷ lệ đậu quả cao. Chúng ta cũng cần tiến hành tỉa cành giúp tạo sự thông thoáng cho cây, đồng thời hạn chế sự chia sẻ dinh dưỡng của cây cho các cành không cần thiết. Việc tỉa cành thì cần tiến hành một cách cẩn thận bằng cưa hay là kéo sắc để cho vết cắt ngọt và không bị xước cành. Bên cạnh đó, bà con cũng cần chú ý phòng trừ một số bệnh hay gặp trên cây cà phê trong mùa khô như là bệnh dẹp sáp, dẹp vẩy hay là bọ xít. Khi phát hiện cây bị bệnh thì nên tiến hành phun thuốc trừ bệnh theo hướng dẫn để hạn chế sự lây lan sang các cây khỏe. Tiếp theo, xin bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết trong đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ, riêng tại khu vực Tây Bắc nhiệt độ chỉ từ 13 cho đến 15 độ và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, khu vực Tây Bắc có nơi từ 33 đến 34 độ. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió Đông Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Ở các tỉnh vùng núi phía Tây thì nhiệt độ lên đến 34 cho đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Còn tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại các tỉnh khu vực miền Đông có nơi còn lên đến trên 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.